Xin chào mọi người, này là Andy nè, Andy Ngô nè. Chào mọi người ha, với chú bác, anh chị. Xin trở lại cái video của mình. Bữa nay là thứ tư, bây giờ là cỡ 3 giờ chiều ở dưới Walnut, California. Mình thử cái nhà hàng này, nó kêu bằng tiếng Anh, nó kêu bằng Mr. Phở á. Ok, ở trong Walnut á thì mình thử ở đây là cái này là không phải là chánh cống Việt Nam, cái này phở là Mỹ với Việt Nam nó mix á. Hèn chi không biết có ngon không thì mình mới rước cháu mình ra trường. Cháu mình là học đại học á, mới ra trường thì chở nó đi ăn chút xíu, thì nó đang đói, mình sợ nó đói á thì mình chở nó đi ăn. Mình thì không sao, mình lớn rồi, già rồi mà nó ăn cũng được, thì nó phải ăn. Thì nít mà, nó mới có 20 tuổi à, mình sợ nó đói thì làm cậu rồi phải chịu trách nhiệm đó. Mình chở nó đi ăn thì bây giờ video cái nhà hàng này cho mọi người coi ha. Cảm ơn, chờ chút ha. Đó, cái này là Mr. Phở. Ở đây là theo cái nhà hàng này nó build cũng giống Mỹ á. Đó, thấy không? Cũng giống Mỹ á. Ở trên đó là Mr. Phở nè. Tên cái nhà hàng này là Mr. Phở, thấy không? Đó. Thì không biết có ăn có ngon không mà thử lại đi ăn thử với đứa cháu. Thấy không? Nhà hàng này cũng đẹp, cái kiểu này cũng là Mỹ, không phải kiểu Việt Nam. Cũng rộng lắm, ở trong này cũng rộng lắm. Thì mấy đứa trẻ làm không. Mọi người ơi, mình kêu cái gỏi cuốn ra này nhỏ xíu à. Có order nhỏ xíu à, không có nhiều gì hết. Trời ơi, quê quá. Kêu cái gỏi cuốn gì cái phở. À, thấy không? Mỗi cuốn tôm với thịt ba rọi. Chào mọi người, mình mới đi rửa tay rồi cho nó sạch chút. Cái này là một phần gỏi cuốn, một phần gỏi cuốn này là 7 đồng, nhỏ xíu rồi không nè. Trời ơi, nhỏ xíu à. Gỏi cuốn nè mọi người. À, hai đứa mình là cậu nó, mình với nó chia. Ăn đi. Yeah. Ăn đi. Cái này là tương với đậu phộng mọi người. Tương đậu phộng và ớt vô. Xin mọi người ăn với mình ha. Mời mọi người, chú bác, anh chị ăn với ăn cơm, ăn với bún với mình ha. Ha, đây nè. Tương. Ăn thử đi. Cái này là gỏi cuốn với tôm với ba rọi nhau xíu rồi. Thấy không? Thử nha. Nè, thấy không? Nè, chấm nè. Thấy không? Gỏi cuốn nè.
Mời ha, mời mọi người. Một, thử coi, thử hương nó có ngon không? Một, hai, ba. Ngon. Ngon. Chấm với tương á, với gỏi cuốn á, ngon. Cái tương ngon. Tương ngon á. Nhờ cái tương á. Cái tương ngon, cái gì cũng ngon hết. Cái tương dở là cái gì cũng dở. Tương ngon. Thêm cái nữa nè. Cái này gỏi cuốn tôm với thịt ba rọi. Chào mọi người ha. Có đậu phộng nè, tương nè, ớt nè. Ở trong này có salad, rau thơm, thịt ba rọi, tôm, mỏng lè. Bằng ở nhà mình làm. Cảm ơn. Này là bún bò nướng chả giò. Bún là một cái vị. Nước mắm của bún chả giò nè. Rồi đây cái tô bún nè. Bún chả giò này ngon không? Đó, đẹp ha. Làm đẹp thiệt. Thấy không? Có ló chả chua nè, dưa leo nè, chả giò nè, bò nướng nè, bún nè. Cho cái tô nhỏ nhỏ đi nè. Chia ra ăn mọi người, để đứa cháu nó ăn hết thì mình phải chia ra. Mình order hai phần mà, gỏi cuốn với cái này. Bữa nay ăn ít chút. Okay, mix it, is it all yours? Hold on. Take the whole thing. Oh.
Thôi em ăn cái bún chả giò, bún bò chả giò, bún bò nướng chả giò, bún bò nướng chả giò ăn to nhỏ thì được rồi. Thì đi cháo á, mình chia cái cháo á, mix it. Ăn cái này rồi cái ở nhà mình bữa nay nấu đồ bổ canh đồ biển ốc với trứng với cái con cá mập mà cái mang đó ở đây nè, cái nó kêu bằng short fin soup á. Bữa nay mình tối nay mình mướn người tàu nấu short fin soup. Là cái canh này là canh bổ lắm cho con nít nó uống cho nó bổ vô. Chỉ trẻ tuổi á, mình nấu mình mua đồ bổ cũng như là mình mua sâm, rồi mình mua nấm tinh cô, rồi mình mua ốc và rồi đồ biển cũng như là cua với mua đầy đủ cá nấu cho bổ trong ba đứa cháu mình ăn, ba đứa con gái ăn đồ bổ vô, cũng như sâm, oya sâm mình mua sâm nữa, sâm với cái short fin soup á, cái canh này mất tiền của đầu tàu á, mình nấu cho nó ăn cho nó bổ. Thì mình làm cậu mình phải chịu trách nhiệm đó, nấu cho nó ăn lâu lâu cũng như 6 tháng nấu cho nó ăn một lần. Mỗi lần nấu cái này tốn tiền lắm, khoảng mấy trăm. Mà nấu đồ bổ cũng như là canh tiếng tàu nó kêu bằng short fin soup á, thì nấu cái đó cho nó ăn. Quên mọi người, mời mọi người ha. Đây là cái chén bún. Bữa nay Hà Tị chút. Cái tiệm này là bún mắt ở đây là một cái bún bò nướng chả giò là một tô là 17 đồng. Rồi cái gỏi cuốn là 9 đồng hai cuốn này. Không mắc một chút. Sao? Đang đói rồi. Cái chả giò nó cũng ngon. Mềm tươi, giòn, vừa ăn, chiên ngon, chiên nó vừa ăn, không có mặn, chả giò ngon lắm. Cái thịt bò cũng ngon nữa. Thịt bò nó ngon ngọt. Ngon ngọt mặn mà không có mặn gì mấy, vừa ăn cũng ngon, nước mắm ngon. Mình ăn chút vậy, tối nay mình chậm nữa mình về á, bây giờ còn 4 giờ chiều rồi, chậm nữa mình về là mình có một nồi short fin soup á, một nồi seafood canh á, đồ biển á, mà bổ lắm. Mình mua mấy cái đồ bổ cho nấu cho mấy đứa cháu mình nè. Mọi người ăn chung với mình ha. Ăn đói nha mọi người. Một tới 10 á, nếu mà mình đếm cái đồ order mình gỏi cuốn với 1 tới 10 á, với cái bò nướng chả giò á,
1 tới 10 á, hai phần này á là từ 1 tới 10 là mình đếm khoảng 7,5 tới 8. Cũng ngon. Ngon mềm, béo. Tươi. Mắc chút. Một tô bún bò nướng cháo dầu là 17 đồng. Rồi cái gỏi cuốn hay phần cuốn gỏi cuốn là 9 đồng. Cái cả cỡ tiền thép luôn là cũng hai phần là cũng là 30 đồng. Ăn ngọt hết rồi, không? Bữa nay ăn chút thôi. Ngon. Đậu phộng á, đậu phộng với nước mắm á, nói chung lại ngon ngọt, vừa ăn ngon ngọt ngon. Nói đến cái tiệm này nấu ăn cũng ngon chứ. Good. Pretty good. Ở đây nấu ăn ngon. Việt Nam hả chú? Hello. Mấy người, mấy anh này cũng lại hỏi có ok không? Nó ok. Tiệm này đẹp, sạch sẽ. Sạch sẽ, xe. Tiệm này mở bao lâu rồi anh? Cheers mọi người ha. Cái ly này bằng đồng nè, bằng đồng á. Uống nó đã. Why do you sit there? Don't pick. Get the spins on and throw it out. Just get the spin spot, throw it here, and then eat all the lettuce together. Put in your mouth like that. What do you mean no? Ăn ăn. Cảm ơn đấy. Mấy đứa anh trẻ không biết tiếng Việt Nam. Không biết tiếng Việt Nam hả? Biết không? Tiếng Việt Nam không? Biết. Biết hả? Nghe gia đình hơi gì? Gia đình hơi gì? Yeah, of course. Yeah. All family here? All family? Yeah. Yeah, I adopted kind of thing. Not family business? Yeah. Mời mọi người ha, uống đá lạnh.
các nước. Hồi nãy đi drop mấy đứa cháu đi học trường đại học á, ở Mòn Sac đại học á, trường đại học ở đường Warnet á, trên thành phố Warnet á, thì 12 giờ rưỡi drop nó đó, drop nó đó xong rồi cái rồi mình chạy xuống cái TJ Maxx ở dưới đây nè, mình đi vòng vòng mua quần áo cho mấy đứa cháu, quần áo cho mấy đứa cháu á, thì mà khó mua quá, mình không biết cha mình là đàn ông, mình mua cho con gái mình không biết thích cái gì á, kiểu gì hay là màu gì hay là quần gì, kiểu gì đó mình không biết, mình lựa cỡ một tiếng tới hai tiếng luôn cũng lựa được cái gì đó, thì mình cũng lựa cho mình luôn, mà mình không có kiếm được cái quần áo nào mình thích á, TJ Maxx kệ đó, đồ đó là Mỹ không, mà mình là Việt Nam mà, thì mình không biết mặc cái gì hết, mua không được gì đó, chán bực. Rồi cái chạy vô xe ngồi cỡ 10-15 phút, rồi nói chuyện với cái business partner của mình, cái đàn bà mình làm ăn bảo hiểm á, bảo hiểm thọ đó, mình làm cái business đó, thì mới mướn người Pháp, cái chị người Pháp, Pháp với Mỹ á, thì mình mướn được cái người này, thì người này cũng học lanh lẹ, rồi muốn làm ăn phát tài, rồi muốn kiếm tiền nhiều, để cái chị này là người Pháp, không phải là người Việt, người Pháp mà đẻ bên Mỹ, cũng nhờ nửa Pháp với nửa Mỹ á, thì cái chị này cũng còn thông minh, thì muốn đi làm ăn phát tài với thành công, thì mướn xong rồi giờ bây giờ đang dạy chỉ làm sao làm ăn với làm sao làm học làm sao rồi phát tài làm sao là kiếm tiền làm sao, thì mình dạy, mình có cái team nguyên một nước Mỹ luôn á, thì cái team nước Mỹ cũng như ở đâu cũng có đó, cũng như là ở bên New York cũng có, bên Boston cũng có, Massachusetts cũng có, Utah cũng có, Denver cũng có, ở đâu cũng có á. Thì mình đang dạy cái cô người Pháp này đang học, để nếu mà dạy cô kiếm tiền, kiếm tiền làm giàu đó, thì cái business mình đó là mình chịu khổ học đó, là mình kiếm tiền nhiều lắm, sau là làm giàu cũng không biết nữa, nhanh làm giàu lắm. Andy vô nghề này cỡ 4 năm rồi, gần 4 năm rồi, bây giờ hỏi bán xe đi làm nữa, bán xe đi làm nữa khổ quá, cái đó là bán xe đi làm là cái job, mà cái này cái bảo hiểm ông thọ này là cái business, không phải là cái job, không phải 9 giờ đến 5 giờ, thì mình cái business này mình muốn làm giờ nào mình làm, mình muốn làm part time mình làm, mình muốn làm full time mình làm, thì ai cũng trọng ai hết, không có ai mà khi dễ ai hết, không có ai mà làm cái này làm cái nọ, không có ai micromanage ai hết, thì cái business mà ai cũng coi cũng như là mọi người cũng như cái team của mình là cũng là business partner, không có control ai làm gì hết, không có. Cái này cái làm ăn kiếm tiền chung là cái team chung, trong cái nghề này là Việt Nam nhiều lắm, người nữ đàn bà là thành công nhiều, người Việt Nam á, Việt Nam với tàu là thành công nhiều, Mỹ thì không có thành công. Hy vọng cái bà Pháp này, Mỹ này là sẽ thành công, để bà cũng chịu học với cũng thông minh, rồi single mom mà, không phải là single mom mà, cái bà này không có việc làm, ở nhà giữ con đó, mà bà cũng có chồng, mà chồng làm một tháng cũng 8-9 ngàn không đủ sống, có hai ba đứa con với vợ không có đi làm, thì bây giờ mới mướn được bả, thì đang truyền nghề cho bả làm lên, thì trong cái business này mình take care each other, thì mình không có coi khi dễ ai hết, thì mình làm người vậy thôi. Thì cái công ty này là nó kêu bằng Premier Financial Alliance là PFA á,
thì bố em ăn thọ đó, thì bố em thọ mình là manager ở trong cái tiệm này, thì công ty này là number one thế giới, number one không phải thế giới, number one ở nước Mỹ, thấy không? Mình rồi cái bảo hiểm của mình là cũng number one nước Mỹ, không có ai bằng mình hết đó. New York Life cũng không bằng mình nữa. Mình cái bảo hiểm của mình là National Life Group là số 1 ở nước Mỹ, cái ổ bánh mì là ngon nhất ở nước Mỹ, không có ai bằng mình, cái policy không bằng mình. Vậy mình có 100% living benefit. Rồi họ mấy người công ty kia có 93% à, mình 100%. Thì cái living benefit mình á, cái policy của mình IUL á là không chết cũng bị đền nữa. Không chết cũng đền. Đó, nó hay vậy. Có tiền già chứ có tiền tiền lời 5-6% để mỗi năm fixed rate mình để dành tiền, mình hưởng tiền. Rồi 11 năm sau cash out 50%, 60% cash out tax free. Đó thì mình mê cái buôn bán nghề này á, thì mình gắng giúp người Việt Nam mình làm công kiếm tiền, thành công, làm giàu. Cảm ơn mọi người ha. Cái video này cũng dài rồi, ăn xong rồi mọi người, giờ chờ cháu mình nó ăn xong rồi mình bung đi về, mình đi cũng chưa về đâu, mình cũng đi dẫn nó đi mua quần áo shopping để nó đi học, đi mặc xong ở nhà, mua quần cục, mua áo thun, mua đầm, mấy cái áo đầm ngắn nhé. Thì ăn xong rồi mình đi shopping ở trong này. Ở đây nó kế bên cái tiệm này, tiệm phở này là Mr. Phở ở thành phố Walnut, California đó. Walnut, California. Thì cái tiệm này là Mr. Phở. Thì mình ở trong này nó có cái siêu thị người Mỹ bán quần áo á, Mỹ nó kêu bằng TJ Maxx. Thì mình nó vô đó coi quần áo nào nó thích thì mình mua cho nó mấy bộ để nó đi mặc ở nhà, mặc mùa hè mà đi học. Mùa hè thì không có cần học trong trường, học online được rồi. Đó, mà học mùa hè đó mấy tháng ấy, thì mua mấy bộ, một ba đứa cháu. Cảm ơn mọi người, cái video này cũng end rồi. Cảm ơn mọi người coi cái video của mình, hy vọng mọi người bữa nay mạnh khỏe, sống dài, healthy, happy, ok. Thì chúc mọi người sống dài, mạnh khỏe, vui vẻ. Thì cái video này mình nó end rồi, nó xong rồi, ok. Thì lâu quá rồi, mình phải chở cháu mình đi shopping chút rồi. Cảm ơn mọi người coi cái video mình ending ha. Thì mọi người giúp đỡ mình bấm cái subscribe rồi bấm cái chuông á, bấm subscribe xong rồi bấm cái chuông để cho mình có một điểm bữa nay thứ tư ở Walnut, California, Mr. Phở, ok. Cảm ơn mọi người ha, nhớ bấm subscribe, cái chữ subscribe đó, bấm cái đó xong rồi bấm cái chuông màu vàng á, bấm subscribe trước rồi bấm cái chuông cho mình một điểm bữa nay thứ tư. Cảm ơn mọi người, Andy, mọi người take care, bye bye. Cảm ơn, bye bye. Love you. Ngoài nó đẹp lắm mọi người, thấy không? Ở ngoài cái tiệm này cũng đẹp lắm. Mấy người thông viên là trẻ tuổi không à? Trẻ tuổi không? À, trẻ tuổi nè. Đây vắng là cái tiệm này là Mỹ, cho Mỹ ăn á. Cũng ngon, cũng thấy ngon lắm. Rồi mình ăn xong rồi, cháu nó không ăn cái này, xong rồi phải trả tiền. Mỹ vô cũng không có
Oh, it's in there. It's in this small little bag.